Các nhà khí tượng học mới đây cho biết đợt nắng nóng đang diễn ra trên khắp Bangladesh kể từ đầu tháng 4 là đợt nắng nóng kéo dài nhất trong lịch sử nước này. Trước đó, nhiều khu vực ở Bangladesh đã trải qua các đợt nắng nóng kéo dài vào tháng 4, chẳng hạn như đợt nắng nóng diễn ra trong 23 ngày ở Chuandanga vào năm 2019 với nhiệt độ vượt ngưỡng 35 độ C, 16 ngày vào tháng 4 năm ngoái. Tuy nhiên, đợt nắng nóng hiện tại đã vượt qua tất cả các kỷ lục trước đó cả về thời gian và phạm vi địa lý. Huyện Jashor đã ghi nhận những ngày nắng nóng nhất trong 43 năm qua, tiếp theo là thủ đô Dhaka và thành phố Chuandanga. Dự báo không có mưa trên toàn quốc trước ngày 3 tháng 5. Hầu hết các khu vực của Bangladesh có thể phải đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài cho tới ngày 2 tháng 5. Ngoài ra, có khả năng cao là nhiệt độ sẽ phá vỡ kỷ lục của Bangladesh vào ngày 29 tháng 4 hoặc 30 tháng 4. Các nhà khí tượng học cho rằng những đợt nắng nóng kéo dài và tăng cường là do tình trạng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu.